quanh chuyện thế chấp tài sản khi vẫn còn nợ tiền thuế đất hoặc là thế chấp đất nông nghiệp để vay vốn ngân hàng. Xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Trong trường hợp quý khách hàng còn nợ cái nghĩa vụ nộp thuế đất đối với nhà nước thì quý khách hàng chưa thể dùng cái sổ đỏ đó để mà đi vay vốn tại ngân hàng. Trong trường hợp quý khách hàng vẫn muốn vay vốn thì một số các cái tổ chức tín dụng vẫn đồng ý về mặt nguyên tắc cho khách hàng vay vốn. Tuy nhiên sau khi mà giải ngân hoặc là trước khi giải ngân thì khách hàng phải hoàn tất cái nghĩa vụ thuế đối với nhà nước. Thực tế hiện nay thì cũng rất nhiều khách hàng đang có tài sản là đất nông nghiệp thì cũng tùy cái tổ chức tín dụng. Tuy nhiên thì về mặt nguyên tắc thì đất là đất nông nghiệp thì có quyền để sử dụng để mang cái đất đó vay vốn tại ngân hàng. Trong trường hợp này thì khách hàng có thể sử dụng cái đất nông nghiệp để thế chấp tại ngân hàng. Tuy nhiên có một số cái loại đất nông nghiệp mà nhà nước không thu cái quyền sử dụng đất thì trường hợp này một số tổ chức tín dụng sẽ không nhận cái tài sản này làm cái tài sản thế chấp. Quý vị vừa theo dõi chuyên mục Khách hàng hỏi Ngân hàng trả lời tuần này. Mọi thắc mắc cần giải đáp về cách thức giao dịch tại ngân hàng, về dịch vụ hoặc chính sách trong ngành ngân hàng thì Phi Yến xin mời quý vị gửi thư vào hộp thư tạp chí ngân hàng fvnc@gmail.com. Chúng tôi sẽ lần lượt đề nghị các ngân hàng hỗ trợ giải đáp đến quý vị trong các tạp chí ngân hàng số ra hàng tuần.